Xin chào các bác nhé. Hôm nay em được xin giới thiệu với các bác một cái mẫu sản phẩm đất trồng cho cây bonsai nhé. Cái này nó có hai size. Một túi này thì nó rơi vào tầm 8 đến 9 cân nha các bác nhé. Đấy, thì nó đã được nó gọi là xử lý qua 300 độ C đất lung. Bác nào đã sử dụng rồi thì sẽ biết công dụng của nó như thế nào. Dòng này nó giữ nước và thoát nước rất là tốt, không bị ngập úng, cây cho dễ cây bonsai của những cây bonsai của mình ấy, nó không bị thối. Dòng này cái độ thoát nước là rất là tốt. Khi tưới vào này nó sẽ không han ra. Thì đây là những cái chai này, mình có về mà mình có thể thích nhỏ hơn thì mình sẽ cho nhỏ hơn. Đấy. Đấy, đây là đất của Nhật Bản nhé. Cái này thì cũng nhiều bác đã hỏi em lắm, bây giờ bên em mới nhập được về. Thì với cả xỉ cả nẻ nhé, bác nào có nhu cầu sử dụng dòng sản phẩm về đất lung này thì có thể là liên hệ với em qua số điện thoại ở phía dưới video, cũng như là truy cập website về trồng cây.vn của em để tham khảo nhé. Được. Đấy. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Các bạn cần về dụng cụ bonsai nào thì có thể truy cập website trồngcây.vn của em để tham khảo nhé. Xin chào các bác. Các bác ưng sản phẩm nào hoặc là muốn xem chi tiết của sản phẩm nào thì các bác có thể kích vào đây để xem. Đấy, hoặc là alo cho em số điện thoại này. Truy cập website này. Và các bác lưu ý là các bác nhớ đăng ký kênh để được tham khảo các cái mẫu sản phẩm mới nhất nhé. Chúng tôi có cái đăng ký đây, như bác đăng nhập cái Gmail là sẽ được đăng ký được. Các bác cứ nhớ sẽ thích đăng ký vào đây. Các bác có thể là truy cập vào đây bên trong. Các bác xem thì kênh bên em nó sẽ có các cái như này. Thì nó có số điện thoại này, có số Zalo này, có website này. Các bác có thể kích thẳng vào đây thì sẽ ra các để liên hệ với bên em. Đấy. Ngoài ra thì đây các bác phần video thì có rất là nhiều các mẫu sản phẩm các bác có thể là truy cập, đúng không? Truy cập vào để biết được các cái dòng sản phẩm, hoặc là thêm nữa là các bác có thể kích vào phần trang web này. Trang web của tôi, trang web từ bên em nó sẽ ra như này, thì sẽ lên tất cả các mẫu sản phẩm, ví dụ cây bắt cành, cây trên cao, cây cầm tay. Đấy, kéo ghép cành, kích rễ, máy nũa, máy là hàng Nhật rất là nhiều. Chẳng hạn thế em ví dụ như là em kích một cái phần hàng Nhật đi. Đấy, thì có các sản phẩm như này. Đấy, rất là nhiều. Đấy, hoặc là các bác có thể là xem các cái mẫu khác, ví dụ như là các cành này, cành thông này. Đấy, thì các bác tiến hành đặt hàng đi, đặt hàng. Ví dụ mình thích sản phẩm này đi, thích sản phẩm này ta tiến hành đặt hàng. Chúng ta kích vào đây. Còn nếu các bác muốn xem thông tin chi tiết từng sản phẩm một thì có thể kéo xuống phần dưới. Đấy, ví dụ như là có mô tả về cái chiếc kéo đấy này, màu đen này, trọng lượng bao nhiêu này, và có cả phần video thì các bác có thể kích vào đây, các bác xem trực tiếp luôn trên này của bên em. Đấy, thì nó sẽ tiến hành chạy xem trực tiếp. Các bác cũng nhấn đăng ký kênh ở đây cũng thế cũng được. Đấy. Các bác tiếp tục là tiến hành đặt hàng. Đấy, đặt hàng ở đây là bỏ tên chúng mình này, cái điện thoại này, đấy, đặt hàng này, Linh này, Hoài Châu này, Yên. Các bác càng cho chi tiết thì càng sẽ anh đặt hàng càng dễ hơn nhé. Thường thường bên em sẽ kêu bác kích vào đây, ok
ok thì là như thế là nó chạy một chút thì nó sẽ tiến hành được. Đấy, hiển thị thông báo như này là ok rồi. Đấy, thì từng sản phẩm các bác sẽ tiến hành đặt hàng như thế. Đấy, có thể các bác sang theo sang các cái mẫu sản phẩm khác đi, chẳng hạn như thế, cũng bấm vào vậy và tiến hành đặt hàng. Đấy, và bên em sẽ có các cái video cụ thể cho từng loại sản phẩm nhé, các bác có thể tham khảo kéo xuống đây xem, và có các mức giá. Đấy, rất là chi tiết rồi. Đấy, rồi ok, bác nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại phía dưới video này nhé, hoặc là truy cập website này của bên em để mình tham khảo. Rồi, xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chào các bác.